Vâng, xin chào các bác đến kênh Kia Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng xe đua đến từ thương hiệu của Mỹ, Specialized Only. Vâng, đây là một mẫu xe đua đến từ thương hiệu Mỹ các bác nhé. Ngang với Check. Mỹ thì các bác như các bác biết thì có Check với cả Specialized rất là nổi tiếng thế giới rồi. Giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, chiếc xe Specialized này có màu đen trắng các bác nhé. Những đường chỉ đỏ rất là thể thao. Xe được trang bị khung nhôm, khung hợp kim nhôm siêu nhẹ của A1 Aluminium. Vâng, em sẽ lướt qua hình thức chiếc xe. Tông màu chủ đạo tông màu đen, chiếc Specialized giữa khung ngang, khung chéo đây và khung dọc rất là nổi trên khung xe. Vâng, và trên khung xe có chữ Design Morgan Hill California. Các bác biết thì California là một bang của Mỹ, và Morgan Hill thì em tìm hiểu thì được gọi là thung lũng silicon. Nó nằm trong thung lũng silicon. Và ở đây rất nhiều những nhà máy, công ty, công nghệ cao được ở đây. Các có thể lên Google và tìm hiểu thêm về chữ này. Morgan Hill California các bạn nhé. Design là được thiết kế. Yên của Specialized nguyên zin theo xe. Phanh ba mảnh. Phanh được xe được sử dụng bộ xăm lốp là 700 × 25C, phanh 700 các bác nhé. Đây là một lốp rất thông dụng của dòng xe đua. Lốp em đánh giá lốp hình thức còn rất là mới, vẫn đi được rất là lâu nữa. Yên nguyên bản về theo xe. Tám tầng lip và củ đề của Shimano Sora, đùi đĩa của Shimano Sora các bác nhé. Tôi đã qua sử dụng nên không thể tránh những vết xước như này, nhưng mà không đáng kể. Phía bên trên đây phốt thì phốt di động nguyên zin của Specialized. Có thể thấy đây là logo của hãng Specialized, Specialized Úc, rất là nổi tiếng của Mỹ rồi. Chữ F. Xe được sử dụng bộ tay lắc của Shimano Clarit, 8 tầng lip và 2 đĩa cho xe 16 tốc độ. Bộ phanh 3 mảnh, phanh nhôm 2 lớp là 700 × 25C, lốp trên cũng vậy. Vâng, bây giờ em sẽ đi đo chiều cao khung đứng và khung ngang của xe. Xe có chiều cao đứng là 47 các bác nhé, khung ngang là 49. Của các bác từ 1m6 đến 1m7 có thể đi vừa chiếc xe này, đến 1m73. Các bác sẽ đi vào chuyển động. Sử dụng củ đề của Shimano Sora, Mayer bạc đạn. Xuống lít.
giờ tốt thôi. Bên tay phải là đuôi giữa hai tầng của Shimano Sora. Vâng, chuyển động rất là tốt. Mayer trước sau của xe là Mayer bạc đạn các bác nhé, của Novatec. Được quay Novatec. Mayer quay rất là bon. Vâng, và vừa đánh giá trong chiếc xe Petrolite đến từ thương hiệu của Mỹ. Đây là một chiếc xe đua được trang bị củ đề Sora, đuôi đĩa Sora. Vâng. Và Mayer bạc đạn khối nổ, Mayer bạc đạn. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 9.900.000, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và gọi 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 7993 để xem những hình ảnh chi tiết về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi Kim Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa hàng em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác theo dõi video.